Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay sẽ là team Inter Milan. Nào, Ulan chừng có 3 năm thôi hả? 4-2-2 thì mình lại cần CDM đều chân một xíu. Rồi, sơ đồ mình sử dụng sẽ là 4-2-2, team Inter Milan. Đội tiền đạo sẽ là Dzeko, mùa mà C8 và Lukaku E218. Chơi ở phía sau sẽ là Perisic mùa CC+5 và Shaqiri mùa B+8. Đội tiền vệ phòng ngự sẽ là Kovacic B+8 và Nainggolan mùa E8. Bộ tứ vệ sẽ bao gồm Gosens E18, Bava mùa B+8, Dumfries mùa E18, Hakimi mùa LL5 và thủ thành là Thibaut Courtois mùa CC+5. C1 áp lực ngay khi mất bóng luôn. Giờ này anh em hay chơi mức này là mình cũng đang khoái mức này. Mà dâng cao gì á, dâng cao thì hơi ngại nha. Thủ vẻ hơi lủng nha. Lên nào, Edin Dzeko. Đối thủ non quá nha. Tình huống này đa phần là ai cũng ngoặt vào mà đối thủ chạy luôn kìa. Quá đơn giản nha cho Lukaku. Dzeko lại hơi cứng nha. Dzeko mà ít chơi nên cũng không rõ, không rành ông này. Lukaku đủ nhanh để áp sát. Sai lầm của đội bạn Edin Dzeko xuất hiện quá. Đây kìa, vậy thì mình ra tới đây luôn. Này thì cho thủ môn ra này. Tốt luôn. Lên nào. Nhẹ vậy. Nainggolan. Cuối cùng cũng có bàn. Tính ra ông này đem nguyên team về thủ mà vẫn bị nã cho mình, nã cho 3 trái 4 trái luôn. Đây rồi, Lukaku tay đắp để đấy. Dừng banh thôi vậy mà giữ được banh á. Tốt quá. Lại gần nhanh nhất có thể. Còn khi mà đã gần rồi là gần như mình thả nút áp sát luôn á. Lúc đó là chỉ là chạy chay tới thôi. Edin Dzeko. Đơn giản quá. Bạn có vẻ hơi lủng. Quá. Hút luôn. Hút luôn, hơi chậm. Cho thủ môn lần này. Đội bạn có vẻ như là thường xuyên cho GK lên quá cho nên là khi phòng ngự cũng bị phân tâm hay sao ấy. Cái này sao dồn cục này vậy?
chết này. Pha này là mình bắt bài gôn nha. Mình nghĩ là thủ môn sẽ dịch chuyển nên mình sút góc thẳng luôn. Ấy, cũng được. Thôi cũng được. Đó là một foul, mình tính truyền hẳn ra cho Basic luôn. Nhưng game nó bắt truyền cho Zico. Hoặc đường truyền rất vừa tầm nha. Tại vì cái lực mình truyền sang cánh mà mình truyền hết thanh luôn á. Ốc quá lùa cù ơi. Sao anh có thể xoay sở nhanh mà sút bén như vậy? Bởi vậy đôi khi bóng đá là anh em phải di chuyển liên tục, mặc dù những tình huống di chuyển đó nó cũng hơi vô tri một tí. Nhưng mà đôi khi những tình huống di chuyển đó lại là khiến đối thủ nó phân tâm. Quá tốt, và lần này là Kubacic. Lukaku, nghệ sĩ của anh ơi. Đấy. Tính sút mà thôi. Cơ mà sao bữa nay Lukaku đá tốt thế nhỉ. Ghét luôn, dẫn ba trái mà để thủ gỡ hòa kìa. Lên nè. Đây. Vẫn là Lukaku thôi. Quá tốt. Bạn Chí Nguyễn hỏi dùng mạng gì vậy? Mình dùng VNPT nha. À, đúng là cái pin chỉ để tham khảo thôi nha. Chứ húi, thấy qua. Thủ mà có lẽ bất ngờ cả mình lẫn đội bạn, mình không nghĩ là qua. À, chết rồi. Nút bên trong rồi. Nhanh. Tốt quá. Chạy đi. Quá tinh tế đến từ Zico, và trước đó là pha phối hợp của pha chọc khe của Lukaku. Chuyền không khác gì CM. Lại là Lukaku. Như cả bốn bàn đều có dấu chân của Lukaku thì phải. Và đó những trải nghiệm của mình với đội hình team Inter Milan trị giá tầm 2.200 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.